Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của Troy Coin 24 giờ kênh chuyên phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích đánh giá các đồng coin trong thị trường crypto. Hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024. Thì vào thời gian sáng hôm nay thì chúng ta cùng mở à, tổng quan của thị trường lên. À, thì à, ở trong những cái khung ngắn hạn thì BTC đang có những cái sự điều chỉnh à, nhưng mà đa phần các đồng coin à, thì à, đều hoàn toàn là màu xanh ha. À, chúng ta có là một số những cái đồng À, có những cái sự phục hồi à, mạnh ở trong cái cái, cái chu kỳ này là nó thuộc về trend memecoin à, thì ngày hôm qua thì chúng ta có đồng bon đúng không tăng đâu đó khoảng tầm gần 30 phần trăm thì hôm nay thì chúng ta có đồng bb cũng tăng khoảng là gần 30 phần trăm và có đất khoi hoặc là flow key thì như mình đã nói thì ở trong mùa này thì à, trên meme thì nó khá là mạnh ha và cái gọi là cái à, dòng tiền được luân chuyển từ hệ này sang hệ khác đó thì à, meme gọi là luôn được ưu tiên mỗi lần binance phục hồi à, là chúng ta sẽ thấy là những cái hệ của meme có những sắc thái xanh à, hơn so với lại là những cái à, trên à, về có công nghệ ha à, thì chúng ta sẽ quay trở lại với lại biểu đồ của bitcoin à, bitcoin hiện tại thì đang ở khung ngày thì trước đó thì chúng ta đã có một cái sự gia tăng à, khá là mạnh của btc từ 66 k à, và cái ngày hôm qua là tăng lên 71 k năm và cái mức mức cao nhất ha, mức cao giá cao nhất của ngày hôm qua là vào khoảng tầm là 72 k. hiện tại thì đương nhiên là khi BC nó tăng đã một mặt gọi là khá là nhanh chóng, chỉ trong cái quãng thời gian khoảng là cung ngày rồi, thì đương nhiên là sau đó thì thị trường có những sự điều chỉnh là mình thấy là hoàn toàn bình thường ha, là hoàn toàn là cái sự gọi là cần thiết của thị trường. thực sự là cũng không có cái những sự điều chỉnh thì đây là những sự điều chỉnh tích cực và gọi là bình thường của thị trường ha, chứ không có gì gọi là bất ngờ đâu. còn ở trong những cái giai đoạn như thế này nè thì cái thông tin quan trọng gọi là để ảnh hưởng đến đường giá đó thì chúng ta thấy là thông tin à uh, SEC thì có khả năng là họ sẽ phê duyệt Ethereum uh, spot ETF vào trong thời gian tới nha. Uh, đâu đó khoảng là hôm nay là ngày 2, hình như là khoảng tầm ngày 23 là ngày mai hoặc là ngày 24 thì sẽ là uh, những cái uh, cái hạn cuối cùng á, để SEC trả lời cho một số những cái quỹ Ethereum spot ETF. Uh, thì vào thời gian như là uh, Sáng hôm qua đó thì mình cũng cập nhật là xét uh, thì xét thì, thì họ đang yêu cầu là một số những cái uh, uh, cái đơn vị cái sàn giao dịch đó nếu mà muốn list uh, Ethereum ETF spot lên thì họ sẽ phải lâu nộp uh, một số những cái hồ sơ ha. Còn trong thời gian như là sáng hôm nay thì cũng có thông tin là nè spot nè, Ethereum ETF nè thì uh, đã được list trên cái sàn uh, trên cái uh, DTCC với cái mã là ETH v thì cái điều này là chưa phải là 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 ETF được uh, đã được thông qua mọi người. Cái đây thì cái đây có nghĩa là chỉ là một cái điều kiện đầu tiên ở trong cái quá trình mà đến cái việc là uh, Ethereum ETF spot được thông qua thôi mọi người ha. Thì cái đây là là một cái tin mình thấy là khá là tích cực để ủng hộ cho những cái việc gọi là xét họ sẽ thông qua ETH ETF ở trong những thời gian sắp tới. Và khi mà ở trong những thời gian như thế này nè và chúng ta thấy là đường giá ủng hộ nè À, cũng như là những cái thông tin về cơ bản ủng hộ thì mình nghĩ là khả năng rất là cao thì cái thông tin uh, Ethereum ETF spot sẽ được thông qua ở trong những ngày sắp tới ha. Và uh, mình nghĩ là trong những thời gian vừa rồi thì chúng ta đã thấy là uh, BTC nó cũng đã tăng lên cái mức khoảng tầm là 72k và chỉ cách đâu đó cái uh, vùng giá đỉnh là ở mức khoảng là hai k giá nữa thôi ha. Thì chúng ta thấy là BTC nó cũng đã tăng tiệm cận lên cái vùng giá À, cao nhất mọi thời đại là cái mức khoảng tầm 72k ở trong những thời gian như là tháng 3 rồi và khi BTC tăng mạnh như thế này á nhưng mà chúng ta đã thấy là ancoin thì nó chưa có những sự tăng gọi là tương quan lại so với là BTC đúng không? Thì ở trong những thời gian vừa qua thì đa phần các đầu ancoin thì nó đều điều điều chỉnh khoảng tầm là chia 2 hoặc là chia 3 ha. À, những cái sự phục hồi này lên thì mình thấy là từ thấp là cũng khoảng tầm 20% hoặc 30 hoặc 40% phần trăm thì mình mình thấy là đa phần các đầu anh coi thì trung bình nó sẽ ở cái mức giá đó nhưng mà ở trong những thời gian sắp tới này thì mình nghĩ là cái cái dòng tiền thì nó sẽ nghiêng về cái anh hơn tại vì sao tại vì mọi người cũng biết là khi mà dòng tiền tăng trưởng đầu tiên thì nó sẽ về BTC trước đúng không và sau đó thì sẽ về an coin. nhưng mà ở trong những thời gian sắp tới tại vì sao mình nói như vậy tại vì là à, khi mà có thông tin gọi là eth spot được thông qua thì đương nhiên là ethereum nó sẽ phải là tăng đầu tiên thì mọi người thấy là à, trong cái giai đoạn như là ngày hôm qua ha mà ethereum nó cũng tăng đâu đó khoảng tầm là 30%, phần trăm gần ba phần trăm là một cái sự gia tăng khá là mạnh ha mọi người ha tại vì ethereum có mức vốn hóa rất là cao chỉ sau mỗi à, à, btc thôi À, mà nó trong một giai đoạn một ngày mà nó tăng lên đến khoảng tầm gần 30% là một cái sự gia tăng rất là lớn mọi người ha chứ nó sẽ không có giống như là à, những cái đồng mà low cap hoặc mid cap có với cái mức vốn vốn hóa khoảng là vài chục triệu đô hoặc là vài trăm triệu đô thì nó tăng khoảng là ít 2 ít 3 lần bình thường nhưng mà với Ethereum mà nó trong vòng một ngày mà nó tăng lên đến 30% là một cái chuyện gọi là à, thực sự là chúng ta không có thường dễ thấy ha và khi mà ở trong những thời gian sắp tới mà Ethereum ETF spot được thông qua đó thì À, đương nhiên là dòng tiền nó sẽ chạy về Ethereum và và tiếp đến là những cái đồng ancoin ở trong hệ Ethereum tại vì Ethereum là à, gọi là à, biểu tượng của ancoin đúng không? BTC thì chúng ta không nói là BTC là vua là king rồi. Còn Ethereum sẽ là cái con dẫn đầu ở trong à, cái à, những cái hệ của ancoin. Thì mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì khả năng rất là cao mà Ethereum ETF spot được phê duyệt đó thì chúng ta sẽ thấy là Ancoin có những cái sự phục hồi có những sự gia tăng mạnh hơn so với lại là những cái quãng thời gian trước ha thì ở trong những thời gian vừa rồi thì khi mà mình mua Ancoin những cái vùng nào thì mình đều chia sẻ cho mọi người ha thì mình cũng đã nói là mình cũng đã vào khoảng tầm là trăm hơn 80% ancoin từ ở những cái vùng giá khoảng là uh, BTC khoảng tầm 60k rồi. Và với cái mức giá của các đồng có hiện tại thì uh, mình nếu mà mình trung bình giá ha thì mình vẫn đang có lời mọi người ha. À, mình đang vẫn là có lời. Tại vì trước đó thì uh, mình đã trung bình giá khá là nhiều những cái vùng và mình cái vùng gọi là trung bình giá cuối cùng đó, thì mình mua gọi là gọi là tiệm cận cái vùng giá đáy luôn ha không có được gọi là cái vùng giá đáy nhưng mà gọi là tiệm cận vùng giá đáy luôn à, mọi người có thể là hình dung là mình không có mua được ở dưới cái bàn chân nhưng mà mình mua được ở đâu đó khoảng là cái mắt cái chân ha và thì mình thấy là cũng đã khá là à, đạt được cái sự kỳ vọng của bản thân của mình rồi thì mình vẫn còn đâu đó còn giữ khoảng tầm mười mấy phần trăm là ở đô nữa thì mình cũng là dự phòng à, nếu mà không may rủi ha tại vì thị trường thì chúng ta không có biết chắc chắn trước là điều gì thì mình cũng dự phòng khoảng một khoản tiền để may rủi nếu mà thị trường có những sự điều chỉnh á thì mình vẫn còn tiền để mình lên hàng gọi là lần cuối ha và ở trong những thời gian như sắp tới như thế này nè thì mình nghĩ là cũng khá là nhiều anh em gọi là bị lỡ tàu đó tại vì là ở trong vòng giai đoạn chỉ khoảng tầm là chưa đến một ngày thôi mà BTC nó tăng lên, an à, nó tăng lên và ANCO nó bung đâu đó khoảng tầm 20 đến 30 phần thì gọi là khiến gọi là làm cho là khá nhiều anh em gọi là trở, trở tay không kịp đó mọi người ha À, và nếu mà chúng ta có tư duy bắt đáy ở trong giai đoạn như là chân sóng của uptrend thì đó là một cái điều hết sức sai lầm thì mình cái điều này mình cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều cho mọi người ha chúng ta không có nên có tư duy bắt đáy khi mà thị trường bước đang bước vào giai đoạn trên sóng uptrend chúng ta chỉ có nên tư duy bắt đáy khi mà uh, điều kiện của thị trường nó rơi vào giai đoạn gọi là đầu down trend hoặc là giữa down trend thôi tại vì lúc đó là cái khoảng thời gian thì chúng ta tham gia vào thị trường chúng ta gọi là chờ bồn khói thì nó sẽ diễn ra kéo dài rất là lâu à, còn có, có thể là chúng ta sẽ chờ đợi cho một cái entry tốt hơn thì mình sẽ không mình sẽ ủng hộ cho cái việc đó ha tại nhưng mà cái vấn đề là khi mà chúng ta đã bước vào giai đoạn trên sóng rồi thì à, bất cứ thành linh lúc nào thì thị trường cũng cũng có thể nó sẽ quay xe 180 độ ha cũng tương tự như ở trong những cái giai đoạn vừa rồi thì chưa đến một ngày thôi mà BTC quay xe và Ancoin à, quay xe và ETH nó cũng sẽ bơm ha nên mình khuyên là à, à, gọi là cái tư duy đáy thì nó sẽ phù hợp với lại là tùy vào cái điều kiện của thị trường tùy vào mỗi cái giai đoạn của thị trường Nhờ còn ở trong giai đoạn uptrend thì mình cũng nói rồi uh, chúng ta cứ là chia vốn ra mua an theo từng phần từng vùng giá đi thì cái điều này thì uh, đương nhiên là chúng ta có thể là sẽ không có mua được ở cái vùng giá đáy rồi tại vì không ai may mắn uh, hết tất cả mà chúng lần nào cũng mua được ở cái vùng giá đáy hết thì cái điều này nó sẽ là khi mà chúng ta đi xây ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là mua được ở cái vùng giá gọi là uh, tốt nhất có thể ha gọi là gọi là ở ở những cái vùng giá gọi là trung bình nhất đi và cái vấn đề nữa là chúng ta sẽ không có bị lỡ tàu khi mà thị trường bất thường nó tăng trưởng ha và à, khi mà chúng ta đi xây như vậy thì tâm lý của chúng ta cũng sẽ là thoải mái hơn thay vì giờ chúng ta cứ chờ đợi những cái vùng giá và à, tâm lý thì nó gọi là nó rất là à, nôn nóng mọi người ha nó rất là à, khó chịu khi mà à, chúng ta không có thể biết được là đâu ở những cái vùng giá như thế nào và nếu mà bất tình lần thị, thị trường nó tăng mạnh như thế này nè Thì chúng ta sẽ gọi là uh, bị lỡ tàu, lỡ sóng Hoặc là chúng ta sẽ phải là trả với cái mức giá nó sẽ cao hơn ha Còn với những cái uh, đồng an coin mà trong thời gian vừa qua đó thì uh, Những cái đồng an coin mà chủ đạo thì mình vẫn là uh, Vẫn quan sát, vẫn theo dõi ha uh, Một số như đồng an coin nào mà mình có nói cho mọi người ấy thì uh, Ví dụ như là Atom đi thì mình nghĩ là Ở những cái vùng giá khoảng tầm là 9 đô hoặc là dưới 9 đô này Nó chưa tăng quá mạnh thì chúng ta vẫn có thể là gom được ha nếu mà anh em nào mà yêu thích atom đó thì nó cũng chỉ loan quan đâu đó khoảng tầm 10% 10 phần trăm thôi mình thấy là cái sự phục hồi này thì của atom thì nó um, tương đối là yếu ha nhưng mà đây cũng là một trong uh, những cái gọi là vùng entry chúng ta có thể là chấp nhận được chúng ta gom atom anh em nào yêu thích atom thì chúng ta có thể là gom ha còn trong uh, portfolio của mình danh mục đầu tư của mình thì không sẽ không có atom ha tại vì mình uh, đang nhắm đến rất là nhiều nhóm đồng anh khoai khác rồi còn uh, À, trước đó thì anh em có à, hỏi mình á, thì chúng ta có nên là mua đó hay không đó thì mọi người thấy là cái chặt của atom với chặt của đó thì nó à, khá là tương đồng với nhau ha à, cũng là những cái layer quanh của cái mùa cũ nhưng mà mình vẫn đánh giá cao atom à, hơn mọi người ha thì nếu mà anh em nào mà à, phân vân không biết mà mua những cái đồng leo quanh cũ của mùa rồi ấy thì à, mình khuyên là chúng ta có thể là mua atom mà còn đó thì mình sẽ không khuyến khích tại vì nó chậm quá mọi người ha còn ở trong mùa này thì mình cũng sẽ nói là những cái trend mà đặc biệt chúng ta là nên để ý là rework set ha hoặc là AI. AI thì ở trong thời gian như là cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 này thì có sẽ khó, sẽ có khá là nhiều những cái thông tin uh, tác động đến cái hệ của AI như là uh, ở trong thời gian qua thì chúng ta thấy là liên tục thấy là uh, cổ phiếu của Nvidia thì tăng giá đúng không? Và cái con gọi là GPT-5 của ChatGPT cũng sẽ chuẩn bị ra mắt Hoặc là Apple thì họ cũng sẽ là uh, chuẩn bị tung ra những thông tin quan trọng về AI Thì đây sẽ là những cái uh, điều kiện cần thiết để hệ AI có những cái sự tăng trưởng ha Còn Set mình cũng đã nhắc rất là nhiều Thì cái con đi đầu ở trong Set sẽ là Ondo ha uh, Ondo đó thì... Uh, nó sẽ được Blacklock đứng sau chống lưng còn cái đồng thứ hai ở trong trên thì mình cũng nhắm tới là cái đồng sebu này thì ở trong những thời gian như là tháng 3 thì mình cũng khôn cho mọi người nó tăng đâu đó khoảng tầm là uh, hơn ít hai hết thứ hai lần ha và hiện tại mọi người thấy là uh, cái đồng sebu này thì sau khi mà biết phục hồi thì nó đang phục hồi khá là mạnh đúng không phục hồi lên đến khoảng tầm là hơn 80% ở trong thời gian vừa qua mình cũng lên bài trên Twitter mọi người mình cũng nói là nếu mọi người uh, muốn nắm giữ về rug thì đầu tiên mọi người có thể là nắm giữ ondo ha, hoặc là nếu mà chúng ta thấy là không thích ondo thì cái đồng token thứ hai chúng ta có thể nhắm đến là uh, SEBUL thì mọi người thấy là SEBUL hiện tại thì nó cũng đang hồi lại khá là mạnh sau khi btc có những cái sự phục hồi đúng không? Uh, SEBUL này thì nó cũng là uh, bắt tay và hợp tác rất là nhiều những cái quỹ lớn ha và một số những cái quỹ lớn mà khá là nhiều tiền á thì họ cũng là khách hàng của C4 đó mọi người ha thì C4 là không phải đơn giản đâu nên mình nghĩ là uh, C4 thì nó ít 100 lần so với cái mức giá đáy này thì hoàn toàn cái chuyện bình thường mọi người tại vì là cái mức giá đáy của nó là 0,01 ha mà hiện tại là không với mức giá hiện tại là 0 0,2 rồi trước đó khoảng tầm là 0,37 thì cái vấn đề gọi là ít 100 lần từ mức, mức giá đáy thì mình nghĩ là cũng sẽ không còn cách quá là xa đâu thì có thể là trong sẽ trong năm nay thôi ha và nếu mà anh em mà nào mà có thời gian thì chúng ta có thể là research tìm hiểu một vài những cái đồng an coin ở trong cái hệ reverse set hoặc là Fed AI nữa thì mình nghĩ là cũng sẽ có khá là nhiều những cái đồng an coin có những sự tăng trưởng từ x20 ít x30 ít x50 ít lần hoặc thậm chí là hơn ở trong những cái trên này ha tại vì những cái trên này là đều là những cái trên lớn của thị trường nó khác biệt so với lại là Metaverse ở trong chu kỳ trước ha. Tại vì Metaverse thì ở trong giai đoạn như là mùa trước thì chúng ta cũng có một vài những cái công ty truyền thống lớn ví dụ như là Meta thì họ đầu tư khá là nhiều tiền lên đến vài tỷ vào Metaverse nhưng mà Metaverse thì nó còn sẽ còn khá là xa vời đó mọi người và để mà gọi là đầu tư vào Metaverse thì sẽ phải là tốn khá là nhiều chi phí mình thấy là nhiều hơn rất là nhiều so với lại AI ha còn real access thì đương nhiên là à, nó sẽ không có tốn khá là nhiều chi phí so với lại là à, những cái trend khác rồi ha. nên mình sẽ đánh giá là real access cũng như là ai đó thì sẽ là cái trend lớn về công nghệ ha lớn ở trong giai đoạn mùa này nó sẽ tiếp nối về metaverse đã làm được ở trong những giai đoạn của mùa trước nhưng mà nó sẽ lớn hơn rất là nhiều ha tại vì nó đã có những cái tính thực tiễn khá là nhiều về vào đời sống rồi còn hiện tại thì mình nghĩ là ở trong giai đoạn như thế này thì anh em nào mà đã vào hàng đa số ăn kho thì chúng ta cứ gọi là ngồi chờ thôi à, chứ chúng ta cũng không có nên gọi là nhảy đi nhảy lại đâu. Anh em gọi là đã vào hàng khá là nhiều. À, giống như bản thân của mình thì cứ kệ nó thôi. À, nếu mà trường hợp ở trong những thời gian sắp tới đó mà xu rủi mà Ethereum ETF spot mà bị từ chối thì mình nghĩ là thị trường có những sự điều chỉnh thì nếu mà trường hợp xu rủi như vậy thì mình vẫn khuyên là anh em là nên ngồi yên ha chúng chúng ta không có nên gọi là cách đi nhảy qua nhảy lại đâu Tại vì là thời gian uptrend của chúng ta cũng đã sắp tới rồi nên mà chúng ta cứ tối ưu ở trong những giai đoạn như thế này đó thì rất có thể là chúng ta đang bán những cái đồng ăn khỏi chúng ta và cái gọi là cái số tiền tại trong tài khoản nó cứ hao hụt hao hụt ha mặc dù rằng là thị trường tương lai có những sự tăng trưởng thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký Kênh hoặc bật chuông thông báo và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram Liên mình có để dưới phần mô tả trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật về những thông tin trên thị trường. Mình xin cáo mọi người và hẹn gặp lại một những video sau.